Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đang đến với channel Bỉm Sữa của Vani và Nini. Ngày hôm nay trong video clip này, Vani muốn chia sẻ với mọi người về hành trình một năm vừa qua của em bé Nini. Ngày 19 tháng 10 năm 2019 là ngày Nini chào cả thế giới, bước ra khỏi bụng mẹ và bắt đầu một hành trình. Vani cảm thấy rất là sung sướng và hạnh phúc. Nhưng mà có một người còn hạnh phúc hơn nữa, đó chính là bố ái của Nini. Người ta nói con gái theo cha là hoàn toàn chính xác luôn. Trong từ những ngày đầu tiên, Vani đã cố gắng cho Emmy có thể làm quen nhanh nhất với cuộc sống bên ngoài, làm quen nhanh nhất với lại môi trường bên ngoài bằng rất là nhiều những hoạt động. Tummy Time là một trong những cái hoạt động mà Vani cảm thấy cực kỳ cần thiết cho trẻ sơ sinh luôn. Vani đã tập cho Emmy luật và Emmy đã có thể Tummy Time vào khoảng 2 tháng và luật được vào khoảng 2 tháng rưỡi. Đây là những cái cột mốc mà Vani nghĩ là cần phải lưu lại để sau này nếu như mà Nini lớn, Nini có thể xem lại. Tầm khoảng 7 tuần tuổi là Vani đã đưa em Nini đi bơi rồi, Nini cực kỳ thích luôn. Sau đó thì Nini đã được trải nghiệm một cái mùa Tết đầu tiên với cực kỳ nhiều tiền lì xì, quá trời yêu thích. 3 tháng là Emmy đã bắt đầu lực và ngóc đầu lên rồi. 4 tháng là có thể trường. 5 tháng là Vani đã tập cho Emmy ngồi bằng cái ghế phao như thế này đây. Không khuyến khích lắm đâu, nhưng mà Vani nghĩ nó cũng vui. À, lực lại ngồi chút xíu, 100 ngày của Ni thì anh xã đã có cạo tóc máu cho Ni. Nhưng mà cho tới 8 tháng như cái hình ảnh mọi người đang xem á, thì Ni vẫn không có một miếng tóc nào lên hết. Thiệt là buồn quá đi. Quay trở lại tiếp với hành trình của Emmy thì 6 tháng Emmy bắt đầu ăn dặm. Emmy cực kỳ thích kiểu ăn tự chỉ huy, chắc là thích độc lập từ nhỏ. Vani khuyến khích điều này. Vani cũng đã cố gắng thực hiện những cái món ăn, bữa ăn phụ cho con để con có thể thay đổi khẩu vị và thích thú trong việc ăn uống. 7 tháng là Emmy đã có thể tự ngồi. Tám tháng đã bắt đầu đứng lên và bắt đầu đi men rồi. 8 tháng rưỡi tự đứng được. Và 9 tháng là Emmy đã có những bước đi chập chững đầu tiên không cần hỗ trợ. Chính xác là 9 tháng 6 ngày. Ôi thiệt là thích quá đi. Nhưng mà Emmy cũng cực kỳ quậy á mọi người. Mọi người hãy thấy đây, những hình ảnh chui sofa, chui gầm giường. Không hiểu tại sao Emmy có thể chui được. Hay thiệt luôn á, chui xong và quấy và khóc. Chưa kể Nini có một sở thích lục đồ, lục thùng mì gói của mẹ, lục quần áo, lục hết tất cả mọi thứ có thể lục. Tới cả cái kho của bà ngoại để toàn rượu bia Nini cũng không tha luôn á. Ngoài ra trong suốt một năm vừa qua thì Vani đã cho Nini đi chơi cũng khá nhiều chỗ. Nini đã được đi biển rất nhiều lần luôn. Và Vani cảm thấy là nếu như mà đi biển thì em bé sẽ dạn dĩ hơn rất nhiều. Tổng kết một năm qua, Emmy đã làm được gì mà Vani cảm thấy thật sự hạnh phúc và tự hào? Đó chính là Emmy tự ăn được nè, ăn rất là thích thú, tự ngủ được nè, ngủ một cách rất là no say. Và cuối cùng, ngày thôi nôi của Emmy cũng đã tới. Emmy đã tròn 1 tuổi. Emmy đã rất là hạnh phúc với rất nhiều những lời chúc mừng từ tất cả mọi người. Và có một niềm vui nhỏ nhỏ, Emmy đã chọn cho mình cái nghề nghệ thuật. Vani không biết tương lai thì có đúng không, nhưng mà Vani cực kỳ thích cái điều này. Chỉ hy vọng là em bé lớn lên, em bé sẽ trở thành một người tử tế và giàu lòng trắc ẩn. Em bé sẽ được hạnh phúc bởi vì em bé đang sống trong tình yêu thương của rất nhiều người. Vani sẽ trở thành một người bạn cùng đồng hành với con trong những chặng đường, trong những khó khăn, những thách thức của cuộc đời mang tới. Cố lên Nini! Chúc mừng Nini 1 tuổi nha! Show the limits with you right now.
disappeared, they will let you down. So we better stick together, let's come whatever. We're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna get it right now. We only need the two of us together. We only need the two of us together.